thì hôm nay sáng thứ hai đầu tuần, nhưng mà Nga thì Nga bị hôm nay thì Nga bị thương binh cho nên là phải ăn cháo nha cả nhà. Đây, ăn cháo thì nay đi qua chỗ đường Hoàng Hoa Thám thì có thấy có món súp lươn, có quán lươn cay nhá. Quán lươn cay thì mới chạy vô ăn xem thử như thế nào và xem cái vị để chia sẻ với cả nhà nhá. Đây cả nhà ơi, đây là súp, đây là cháo lươn này, bò lươn này cả nhà ơi. Wow, thì món này á thì ở quê Nga thì cũng rất là hay ăn, nhưng mà trong này là Nga mới ăn, đây là lần thứ hai nhá. Đây này, đây cả nhà ơi. Đấy, lươn rất là nhiều. Thì không biết cái vị trong này. Thì ở đây là thấy anh chủ cũng là người Nghệ An nhá, nên không biết cái vị thì nó có giống vị quê không. Sẽ thử này. Wow cả nhà ơi, rất là nhiều lươn nhá. Rất là nhiều lươn. Ăn cháo quê chắc phải nói giọng quê cho nó đúng thân mật. Chắn. Nay nhìn ra các anh nghĩ là sao nhỉ? Chắc về nhà chồng chăm dữ lắm, hay là đấy là gì? Cái gì mà mới về chắc phải lên đến chục ký. Thì nay mà chồng quay lên này cả nhà. Sự cố trục trặc kỹ thuật nên là cái đài phát thanh này nó không có chuyện nhiều.
Ăn rồi. Đây có những cái món như là chả cây, chả giò, bò bê, lươn, dưa chuột. Cháo lươn xứ nghệ. Có cháo gà. Đây, sau khi bạn heo ăn cháo lươn xong thì là bạn heo lại làm tiếp một chỗ tô cháo gà nữa. Mà bạn heo không ăn được, bạn heo nhường cho bạn kia nào. Cháo gà rất là ngon nhé cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà ăn cháo gà buổi sáng nhé. Cháo gà hấp dẫn quá. Cháo gà này ngon đấy, anh thử miếng, lấy cái thìa đi, rất là ngon, gà rất là dai. Hai vợ chồng ăn chung á. Nóng á, thổi đi. Ngon không? Ngon ha. Cháo gà đen ngon. Anh thích ăn cháo gà hơn cháo lươn. Đây này, đùi gà luôn này. Gà dai quá ha. Gà ta. Ủa, ăn đấy đi. Mấy hai vợ chồng cưới xong cái mệt giờ đi ăn cháo luôn. Ăn cơm thèm cháo à. Hôm nay ăn cùng với anh nha. Gì? Hai vợ chồng ăn chung. Ăn chung cho nó tình cảm. Chung cho nó tình cờ. Làm thêm cái bánh mì đấy đi. Thì sẽ ăn hết thôi. Hôm nay đưa heo đi nhổ răng răng khôn. Đưa heo đi nhổ răng khôn. Con cháu lươn thì thấy thích món cháo gà. Tới ăn cháo lươn thưởng thức cháo gà hả?
thích lươn thì đến ăn cháo gà. Rồi, bye bye cả nhà. Và subscribe kênh để nhận những video mới nhất của nhà. Rồi, xin chào cả nhà nha.